Ăn ơi, tao muốn không làm mà vẫn có ăn. Có cái cc, mày muốn không làm mà vẫn có ăn thì hãy like và subscribe giáp kênh An Gaming Roblox đi. Nếu mày đăng ký kênh An Gaming Roblox, mày xem live stream thì mày có thể được tặng một ách có Yuzu, full game Pachi, ách có Mochi V2 vân vân và mây mây. Nhưng nếu mày quá lười thì có thể vào shop An Ra Bức 24 giờ để mua ách siêu rẻ, ách lại còn xin nữa. Ô vậy hả, sao giờ mày mới nói với tao? Bây giờ tao phải đăng ký kênh An Gaming Roblox và vào shop mua một ách đây, không nói hết mất. Đủ má, đăng ký kênh không thì khá bảnh sẽ nhảy máy nóc nhà bạn. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và là Anime Minh Global đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách hack Game Pass trong Blox Fruits anh em ơi. Thì đầu tiên trước khi mà vào video thì mình sẽ nói với anh em là anh em hãy giúp mình một điều nhé. Từ từ để mình vô YouTube đây. Là anh em hãy giúp mình là bởi là mình ra cái link đó, anh em chỉ cần làm với mình cái link đó thôi anh em. Anh em làm cho hết thôi là anh em đã ủng hộ mình ha anh em ơi. Đây cái link 1 giây này nha anh em. Anh em ấn vô. Sau khi nó ra này thì anh em gì đây? Đây, như là nó kêu mình lấy cái link này hay sao này. Đây này, chúng tôi lên này. Đấy, anh em cứ làm theo của nó. Đấy, nó cho anh em ra link như thế này. Để nó hơi quảng cáo này. Cái nó ra lên cái này anh em đợi thôi nè. Đây sau khi đợi hết dây thì anh em kéo xuống còn cho click here to new ha anh em. Đấy, anh em chỉ cần click như thế thôi nha. Ok, giờ đợi tiếp nha anh em. Đợi nó hết dây anh em ạ. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em để anh em có thể lấy link ha anh em. Anh em ủng hộ mình bằng cách này thôi anh em à. Nếu mà anh em không mua Game Pass thì Robux trên shop mình thì anh em có thể ủng hộ bằng cách này anh em. Đây từ để cho nó vô anh em ạ. Đây rồi anh em từ có đúng mình thấy không? Đây click here to continue 2/2 đây này. Em kéo xuống đấy. Để nó ra như này các anh em ơi. Đây, liên kết của bạn gần như đã sẵn sàng, ok nhá. Giờ đây chỉ cần đợi thôi. Đợi hết giây rồi anh em ấn vô là anh em sẽ nhận được cái clip code của mình anh em. Đây. Cái này là do là mình chưa đăng nhập nên là anh em đăng nhập rồi anh em sẽ nhận được anh em. Đâu mình thử copy coi. Copy vô cái Google mình đã có sẵn email rồi. Cho anh em xem nhé. Cái này nói chung là anh em ấn xong nó sẽ hiện ra cho anh em nha. Anh em phải đăng nhập Google trước, đăng nhập Google sẵn anh em sẽ nhận được ha. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy Game Pass free ha anh em ơi. Ok thì bây giờ mình sẽ vô đây. Đây. Vô phần này ha. Thì bây giờ mình sẽ ấm Lasibu là nó có full Game Pass cho anh em ha. Ấm Lasibu. Đây nha anh em ơi, thì mình đã lấy full Game Pass đi ha anh em đấy. Full Game Pass cho anh em luôn nha. Không tốn một xu Robux nào luôn. Đấy, xịn luôn ha anh em ơi. Nhưng mà cái này thì dùng chỉ để cho thôi. Nên là anh em lưu ý nha. Còn muốn thiệt thì anh em chỉ cần vô shop mình thôi anh em, hoặc xem livestream mình sẽ nhận được Game Pass free á. Đây rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết ha. Đầu tiên nằm cái này. Đầu tiên anh em giúp mình F12 hoặc ấn kiểm tra F12 đi. Sau đó anh em ấn vô cái chỗ mũi tên này nè, thấy mũi tên không? Anh em ấn vào cái phần này. Đấy, sau đó anh em ấn edit HTML cho mình. Anh em xóa hết, ấn nhập mã code của mình vô. Rồi. Nhập mã code của mình vô. Sau đó anh em chỉ cần đấy, được ha anh em. Đấy giờ anh em tiếp tục cái này. Đi HTML, đây. Đấy, sau đó em lại ấn vô mũi tên giúp mình. Sau đó em ấn vô đây giúp mình. Đấy, cứ thế này làm hoài anh em sẽ được anh em. Đấy, đây là mã code của mình thì mình sẽ để phần mô tả video anh em có thể vô lấy giúp mình anh em. Ok, từ từ. Thì cái này sẽ làm cho tất cả game luôn anh em, game nào anh em cũng có thể hack được anh em à. Từ để mình ok anh em ơi, đấy đã xong anh em. Đó là một cách dễ dàng, quá là dễ luôn anh em. Nhưng mà mình vô game thì mình sẽ không được Game Pass anh em ơi. Để mình vô game cái nha. Đây anh em ơi, mình vô thì nó sẽ không có Game Pass cho anh em đâu. Đây đấy, không có Game Pass gì hết. Còn em muốn Game Pass thì xem livestream, mỗi lần livestream thì anh em sẽ có free anh em. Đấy, cái này thì anh em dùng vô game nào cũng được anh em à. Giờ nó test King Legacy cho anh em ơi, mình sẽ test King Legacy. rất là dễ dàng luôn anh em ạ. Nãy còn có cái PC thôi. Video đủ 100 like sẽ gửi điện thoại luôn anh em ơi. Tắt cho điện thoại luôn cho dễ. Điện thoại cái nào cũng làm được cho anh em mà, quan trọng là anh em làm hay không thôi. Cái pin nó ra là hai thôi. Đây ha anh em ơi, video này thấy video có thể lại là like, share, subscribe channel của mình nha. Cảm ơn mọi người, chào mừng mọi người những video sau nhá.